Xin chào tất cả các bạn và cộng đồng thân yêu chúng ta nhé. Hôm nay, tôi xin chia sẻ cho các bạn và toàn cộng đồng về top 7 điều mà người ta rất hối tiếc nhất khi về già nhé các bạn. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để mình có quá nhiều hối tiếc khi xế chiều nhé các bạn. Và bây giờ, tôi xin chia sẻ cho các bạn và cộng đồng cùng biết về top 7 điều mà người ta rất hối tiếc nhất khi về già nhé. Thứ nhất, không ưu tiên việc rèn luyện thể chất. Quá nhiều người trong chúng ta dành phần lớn cuộc đời cho bàn làm việc hay màn hình vi tính, chỉ khi về già. Đủ thứ bệnh tật xuất hiện bạn mới nhận ra rằng, đời người không gì quý bằng sức khỏe và nó là từ rèn luyện mà có chứ không phải từ đơn thuốc của bác sĩ mà ra nhé các bạn. Thứ hai, tính quá nhút nhát. Tính nhút nhát từ từ rồi cũng mất dần đi. Nhưng điều đáng nói là bạn đã để mất nhiều năm cho đến khi bạn cảm thấy tự tin và đủ can đảm để làm những điều bạn không thể làm được trong quá khứ, đừng chờ đợi cho đến khi nó xảy ra. Hãy vượt qua sự nhút nhát của bạn ngày hôm nay, can đảm nói ra những điều mà bạn đã rất sợ đề cập và làm những điều mà bạn đã sợ hãi để làm trong nhiều năm qua nhé các bạn. Thứ ba, chưa từng tham gia công tác từ thiện, ai cũng có thiện tâm, tuy nhiên thuận theo dòng chảy của xã hội hiện nay, rất nhiều người đã trở nên tự tư, luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết. Dù vậy, khi sắp rời xa thế giới này, khi biết rằng những thứ mình một đời tranh đấu ngược xuôi cuối cùng vẫn không thể mang theo thì thiện tâm kia lại một lần nữa trỗi dậy. Đó là cảm giác nuối tiếc khi chưa từng góp phần làm xã hội đang sống tốt đẹp hơn. Thứ tư, sống có ý nghĩa hơn. Hãy tạo dựng một sự nghiệp hay một lối sống tốt đẹp, sống tẻ nhạt có thể làm cho bạn không hạnh phúc và sống thiếu mục đích, hãy định hướng cho bản thân ngay hôm nay. Sẽ dễ dàng hơn khi bạn biết mục đích cuộc sống của mình, hãy trở thành người mà bạn mong ước. Bạn có biết lý do tại sao những người thành công nhất thường thành công ở cuối tuổi 30? Bởi vì họ luôn cố gắng tìm hướng đi cho mình sớm nhất có thể nhé các bạn. Thứ năm, tự trói mình trong một công việc không yêu thích. Hãy nhìn xem, bạn đang có một công việc không ưng ý, bạn có những ước mơ còn cao đẹp hơn. Bạn muốn kết thúc nhưng lại có quá nhiều thứ ngăn cản, nhưng nếu bạn định dành gần 40 năm tuổi đời để làm công việc này thì thực sự quá lãng phí đấy nhé các bạn. Thứ sáu, sự chờ đợi. Chúng ta thường nói, tôi đang chờ đợi thời điểm thích hợp để, đây không phải là thời gian để, hay tôi sẽ làm điều đó vào ngày hôm sau. Tháng sau hoặc năm sau, thời điểm khó khăn luôn tồn tại và nó sẽ không bao giờ là thời điểm thích hợp, vì vậy bất cứ bạn muốn hoặc cần phải làm điều gì, hãy cố gắng làm ngay nhé các bạn. Thứ bảy, ghét những sai lầm của mình. Không có ai là hoàn hảo, bạn biết điều đó nhưng cứ luôn ghét bỏ và bực bội với sai sót của mình, nếu bạn cứ cố gắng sống một cuộc sống không mắc lỗi. Chẳng khác nào đang cố xây dựng một xã hội không có hận thù, ghen ghét, đố kỵ. Hãy bỏ qua những sai sót của mình, tha thứ cho chính mình và cải thiện bản thân chỉ khi cần thiết. Cuộc sống đầy hối tiếc nhưng mỗi chúng ta có thể giảm nhẹ điều đó một cách dễ dàng, không có gì và không ai có thể làm cho bạn hạnh phúc và bạn phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình.